hồn tụ su khi ta hồn tụ ni tu kha hồn tụ áp giả và cha hồn tụ an ni kha hồn tụ đi kha yu kha hồn tụ aro ga hồn tụ sam pa ti sami chan tụ su khi a ta nam pariharan tụ du kha pa ta chan ni tu kha phaya pa ta chan ni phaya so ka pa ta chan ni so ka hồn tu sa pe pi pa ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chứng minh cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, để kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. À, bây giờ 4 giờ rưỡi đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. À, con kính nhân bích lại cho sư. Nam mô thầy, nam mô tham mai, nam mô sang khai. Bà ông a lai một
Ma Bích Thai, dạ, đạo tràng chúng con không nghe được âm thanh của Ngài. Ngài có nghe được âm thanh con, Ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến Ngài. Dạ, cảm ơn. Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hai. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Alo, alo. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. À, xin quan âm thanh con thỉnh Ngài rời đạo tràng vô một lần nữa mà không được thì thỉnh Ngài rời luôn, manh thoát luôn ạ. À, qua mai rồi quý vị quan thị chờ trong đi lát. Ngài rời đạo tràng hai lần, Ngài chờ manh thoát luôn rồi. À, con thành kính đảnh lễ đảnh Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khánh An, cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh nha. Nhật Quỳnh nói không ổn định hả, lúc to lúc nhỏ hả? Dạ bây giờ nghe được không quý vị? Dạ quý vị nghe âm thanh Nhật Quỳnh được không? Có lúc to lúc nhỏ hoặc là tắt hay không tắt không? Dạ, con tri ân sư, dạ cảm ơn đạo tràng, dạ cho Nhật Quỳnh biết được là ổn định. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh. Mến chào Xích Hà về vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mic để chờ ngài vào thôi. Chứ nếu mà để đạo tràng im hơi lặng tiếng thì quý vị tưởng đâu máy quý vị hư rồi quý vị chạy ra chạy vào. Nó rất là cực khổ. Dạ, không biết... Vừa thấy Phật Pháp online, trở lại đạo tràng, tưởng là ổn rồi. Nhưng mà ai da hôm nay lại không ổn. Nhưng ngày hôm qua Nhật Quỳnh vừa cầm mít tụng kinh cái xe cắt cỏ. Nó cắt đứt cái dây internet. Nên rồi xong ngay. Nhưng mai sau còn cái đường internet cũ thì trở lại đạo tràng. Chứ không thì bây giờ cũng chưa vào được đạo tràng luôn. Thì cũng đành chịu thôi nha. Có những điều mình không muốn cũng không được, mà có những điều mình có muốn cũng không được. Tuần trước là bị banh thoát đó ha. Nhà banh thoát là nhiều người bị lắm nha. Nhiều người bị lắm mà. Nhà mến chào Như Quan về vào đạo tràng. Nhưng mà có những vị Nhật Quỳnh áp nít thì Nhật Quỳnh kéo vô được. Còn có những vị tới lúc đó mà thì áp không được. Dạ, nên đời cũng không hành kéo vô được luôn. Mình và banh thoát phải chấp nhận chuyện đó thôi hả ơi. Dạ, hồi trước á, Nhật Quỳnh rất là khổ sở. Dạ, rất là khổ sở để vào banh thoát có lúc gì, lúc khác, lúc kia. Nhưng mà từ từ nó ly à. Dạ, có gì cũng được hết. Vào ổn định thì rất là tốt, mà không ổn định có chạy ra chạy vào mấy chục lần thì cũng xong thôi. Dạ, như ngày hôm qua Nhật Quỳnh vì đứt internet rồi thì cũng có Kim Nhung lên tụng kinh. Dạ, đổi qua hả, đổi qua nhâm thì không biết ai để tài trợ cho ngài đây, tại vì đổi qua vậy phải có người giúp cho ngài về máy móc rồi này kia, rồi mở gom thì muốn ok thì phải đóng tiền nữa. Nhà rồi đâu có người nào mà trẻ mà nhanh nhẹn mà giúp cho ngài đâu. Nhà như ở bên Đức Phật Bồ Tát Thâm Má thì có sư Tài Tri. Ồ, Thanh Hoàng không nghe.
Dạ, nhà là nhà có thư tệ tri thì sư trẻ nên sư giúp cho thượng tọa giác đẳng được. Dạ, con thấy ngài trở vào đạo tràng rồi. Dạ, ngài có nghe được âm thanh con không một ngày? Có người bị em nó đã không biết chơi giúp, nhưng mà không sao, từ từ sẽ biết thôi quý vị. Dạ, bây giờ sư tệ tri đang cho Nhật Quỳnh cái link để Nhật Quỳnh có tên cho quý vị hay sao. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Alo, 123-123, quý vị nghe rõ không? À, một người, hai người, ba người, đủ rồi. Ai, xa thu, xa thu, cái để Đức Phật càng. Nên chào cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Rồi có người chào là cô tu nữ Khánh An. Như vậy là hôm nay trong đạo tràng của chúng ta có ba cô tu nữ ha. Ba cô tu nữ. Rồi. Gì vậy nữa? Rồi, mến chào Xích Nhật Quỳnh ha. Rồi, Xích Như Quang, Xích Hồng Nhật, Sương Mộng, Xích Thi Lâm, Hữu Tâm Hạnh, Huynh Chánh Ngộ, Xích Niệm Từ, Xích Trang Thư, Xích Kim, Xích Quân, Huynh Thính Pháp, Xích Duyên, Xích Thiện Vũ, Xích Kim Dung, Xích Tiết Lá Mùa Xuân, Xích Thanh Hoàng, Xích Hà, và Quảng Thành, Quảng Thành Việt Nam hay nữ, Xích Meta, Xích The Man. Alo, có thiếu vị nào xin thông cảm ha. Rồi, chúng ta đã trễ 10 phút, thôi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Trước tiên xin sám hối với đạo tràng. Hôm nay chắc là thấy mấy cô, nhất là ba cô luôn, tu nữ luôn, hình như sợ rớt mạng. Quý vị cũng thông cảm, bắt đầu vô mùa mưa, giông bão, rồi mưa, gió cũng nhiều. Chính vì vậy mà ảnh hưởng thời tiết bên ngoài. Rồi cái đường dây, cái mạng nó cũng được tự vững lắm, chắc cũng sắp chết rồi. Thôi bây giờ chúng ta nhận diện mật chữ, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa tự vận, rồi xong chúng ta ôn lại, từ đó đi vào duyên sự ha. Rồi chúng ta còn thời gian để chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 316-317. Trước tiên chúng ta xin đọc trước. Apaye Phayadassino, Apaye Phayadassino, Apaye Phayadassino, Apaye cha Phayadassino, Apaye cha Phayadassino, Apaye cha Phayadassino. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Apaye Phayadassino, si no pha ye cha pha ya da si no a pha ye pha ya da si no pha ye cha pha ya da si no. Như vậy là chúng ta ôn được hai câu ha. Miccha ditthi sammadana, hết nghe rồi hả? Xích Hà hết nghe một người, rồi nghe lại, rồi nghe lại câu thứ ba này. Miccha ditthi sammadana, miccha ditthi sammadana, miccha ditthi sammadana.
từ từ nhá, sao mà bi em cái là nó mất cái màn hình rồi, từ từ nó sao mà quý vị gấp quá vậy hả? À, mới câu thứ ba, câu thứ tư chưa xong mà bây giờ có ý kiến gì không biết nó, từ từ ha, rồi nó cũng phải nhừ thôi. Rồi câu thứ tư, sát ta gát chân ti đúc gát bình, sát ta gát chân ti đúc gát tình, sát ta gát chân ti đúc gát tình. Bây giờ câu ba câu bốn ha. Mitcha đích thi sắc ma đa na sát ta gát chân ti đúc gát tình. Rồi như vậy điều quan trọng ở đây là chúng ta nhận diện mặt chữ và chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm. À, khi chúng ta biết được trường âm và đoạn âm, khi đó chúng ta đi vào ý nghĩa tự vấn nó dễ hơn. Và đây là cái điều mà chúng ta thống nhất. À, quyển kinh này, quyển sách kia, à, có những cái sự không thống nhất với nhau, thì ở đây chúng ta thống nhất để rồi chúng ta chỉnh sửa. À, chỉnh sửa không phải là tự ý, mà chỉnh sửa cho nó thống nhất với nhau. Nhất là theo ý nghĩa từ vựng, à, căn ngữ của những chữ này ý nghĩa thế nào ha. Rồi quý vị hoan hỷ ha. Bây giờ bắt đầu coi như là phân tích trường âm và đoạn âm ha, để đưa bài học lên cho quý vị thấy rõ ràng. Nhất là huynh Giang Nhất Hà mới đến đâu có thấy bài học đâu. Rồi huynh Giang Nhất Hà thấy chưa? Alo, bài học 37. Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại à. Dạ, bạch ngài có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu, con cũng thỉnh ngài cho. Rồi, lại sao? Mời chắc lên là quý vị sinh hoạt theo câu Pháp Cú 317 là sao? Dạ, con kính nhân mic đến ngài.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con thấy bàn tay của ngài rồi mà không có thấy ngài cầm mít à. Con kính dâng mít đến ngài à. Dạ, ngài có cầm mít được không bạch ngài? Ngài không cầm mít được, chắc mình đóng cửa đi ngủ sớm đi quý vị. Đóng cửa tắt đèn đi ngủ cho rồi. Chứ giờ rắn mất đầu rồi làm ăn cái gì nữa phải không? Quý vị đồng ý không? Nếu mà ngài mà cầm mít không được, đóng cửa đi ngủ thì để bữa khác học tiếp. Chứ để mình cầm mít hoài lên, cầm mít xuống hoài, ngài cũng không còn có đủ thời gian để dạy nữa. Nhà mình dạy nửa chừng thì mình học nửa chừng. Rồi để con thử nha. Dạ, để con thử coi, con thỉnh đại đức pháp trang coi. Trời ơi, sinh hoạt cái gì nha duyên ơi, mình vô đây là mình không mong mình học mà mình sinh hoạt mình cầm mít mình nói hồi cái nó quạt ra ngoài luôn hà duyên ơi. Khổ lắm, rồi cái qua tuần sau coi như mình mất một bài học, chẳng thà đóng cửa ngủ sớm còn hơn là để quạt ra ngoài luôn, sinh hoạt hồi quạt ra ngoài luôn, không có rắn không có đầu là nó quạt mất tiêu nha. Nam mô Bụt Tha. Giá theo như mà ngài linh của ngài Chí Đức nha bạch sư, là thỉnh đại đức pháp trang và sư có thể nên hướng dẫn cho chúng con sinh hoạt theo câu Pháp Cú Kinh số 317 không? Sư có trước máy không? Sư cho con một tín hiệu à. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Rồi, xà thú con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Kha. Dạ. Một lần nữa chúng con xin hành kính đại lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng. Ê, thiệt là khổ. Bữa nay lên chủ yếu là để nghe ngài Chí Đức ngài trình bày viên sự, mà bây giờ ngài không có vào được thì bây giờ thì chúng tôi phải chịu lên cầm mít để các sinh hoạt cùng với quý vị. Thì bây giờ thì ngài Chí Đức không có vào được thì các Phật tử chúng ta cũng đạo tràng chúng ta cũng đọc lại. Bây giờ thì chắc có lẽ trong đạo tràng chúng ta thì ai cũng đã biết đọc được Pali rồi, thì bây giờ thì cái câu pháp cú này thì chắc có lẽ là không có khó gì với với trong đạo tràng chúng ta. Thì bây giờ thì chúng tôi xin được đọc cái câu pháp cú 317 thì trong đạo tràng chúng ta để lên để cùng nhau để đọc câu pháp cú số 317. Bây giờ thì ngài Chí Đức không có vào được thì bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục để chúng ta sinh hoạt và chúng ta đọc lại một câu Phật ngôn, hay là chúng ta thảo luận gì đó trong cái đề tài, cũng là gọi là chúng ta sinh hoạt trong cái Phật pháp. Thì bây giờ thì bây giờ quý vị có đồng ý với chúng tôi không ạ? Không phân tích. cái này phân tích thì để phân tích thì bây giờ thì chúng ta để khi nào có ngài Chí Đức thì chúng ta phân tích, còn bây giờ thì bây giờ thì chúng ta bây giờ phân tích nào bây giờ thì
phân tích thì bây giờ chúng tôi lên chúng tôi hay là sao, hay là quý vị muốn muốn phân tích? Dạ, bây giờ Xích Nhật Quỳnh để lên comment để cho ý kiến nha, rồi chúng ta cùng nhau chúng ta để chúng ta sinh hoạt theo trong cái câu Phật ngôn này, hoặc là chúng ta có cái gì đề tài gì đó chúng ta sinh hoạt để chúng ta tạo được cái thiện pháp. Bởi vì ngày chí đức không có vào được thì chúng ta vẫn có một cái đề tài để chúng ta sinh hoạt trong Phật pháp, bởi vì để chúng ta tạo được cái phước báo, tạo được cái duyên lành trong cái giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ xin mời Sức Diệp Quỳnh lên để có ý kiến, rồi chúng ta có được cái gì hay trong cái việc sinh hoạt. Xin mời Sức Diệp Quỳnh, năm một phút hai vậy. Dạ, kính bạch sư, con thì có ý kiến là theo như Ngài Trí Đức nói, mình sinh hoạt trong câu 317 thì sư tiên phong đọc, rồi sau đó mời quý Phật tử mỗi vị lên đọc 3 lần 4 lần gì tùy, xong rồi là sau đó thì mình sẽ bàn trong cái sinh hoạt trong cái câu này. Còn về mình mà phân tích từ vựng, mình để qua bữa thứ ba thì ngài vào được thì sẽ phân tích từ vựng. Con nghĩ cái điều đó nó hợp tình hợp lý nhất á bạch sư. Sư lâu lâu mà sư lên sư phân tích từ vựng, rồi giống như mình qua mặt ngài nữa thì mất công mai mốt nữa ngài giao luôn cho sư, rồi sư Pháp Trang giỏi quá cho sư Pháp Trang phân tích từ vựng luôn, rồi là xong thầy trò mình luôn á bạch sư. Dạ con có ý kiến là như vậy. Dạ con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bổn Sư. Dạ, cái ý kiến này của Sức Diệu Quỳnh chúng tôi thấy cũng có hợp lý. Cái này chúng tôi thấy thấy hợp lý khi mà chúng tôi lên chúng tôi phân tích được thì xong rồi mai mốt cái ngày gặp ngày giao hết luôn, ngày ngày mở mở gùm lên rồi ngày giao hết rồi chúng tôi phải phải chịu lãnh cái trách nhiệm á. Dạ, thôi bây giờ thì thôi bây giờ chúng ta cứ theo cái ý kiến này, chúng tôi chỉ đọc cái câu pháp cú này rồi xong rồi sau đó thì các Phật tử chúng ta cùng nhau để chúng ta còn mắc mà Chích Quan Thanh nói Chích Quan Thanh bị mất mạng. Thì bây giờ thì chúng tôi xin đọc trước cái câu pháp cú số 317, rồi sau đó thì các Phật tử chúng ta lên chúng ta từng tự để chúng ta đọc cái câu pháp cú này, để cùng nhau chúng ta ôn lại cái lời dạy của Đức Phật. Bây giờ chúng tôi xin được phép đọc câu pháp cú số 317. A pha ye pha da si no pha ye cha pha ya da si no me cha dit thi sa ma da na sa ta ga chan ti duk ga tin. A pha ye pha ya da si no pha ye cha pha ya da si no me cha dit thi sa ma da na sa ta ga chan ti duk ga tin. A pha ye pha ya da si no pha ye cha pha ya da si no me cha dit thi sa ma da na sa ta ga chan ti duk ga tin. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Giờ bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ bây giờ thì bây giờ thì chúng tôi đã đọc câu pháp cú số 317 đã xong. Thì bây giờ xin mời quý vị trong đạo tràng chúng ta giơ bàn tay để chúng ta đọc câu pháp cú số 317. Dạ, chúng tôi đã thấy Vinh Chánh Ngộ. Ừ, bây giờ mời Vinh Chánh Ngộ năm mô Bụt Thầy. Năm mô Bụt Thầy, năm mô Tham Mài, năm mô Sơn Khai. Con kính lễ chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào quý vị đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 317 ba lần.
Phaye phayadasino phaye cha phayadasino mecha deti samadana satta gacchanti dukkhatin. Phaye phayadasino phaye cha phayadasino mecha deti samadana satta gacchanti dukkhatin. Phaye phayadasino phaye cha phayadasino vicha ditti samadana satta gacchanti dukkhatin. Để con kéo bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Dạ, con kính mời quý vị đạo hữu tiếp theo đọc bài, con xin xuống mic. Dạ, sa thú lần này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Bây giờ cảm ơn tất cả quý vị đã cho biết nghe rõ, lâu đã lâu rồi, cũng hơn tuần tự nhiên không có vào được, cho nên hôm nay cũng tranh thủ vào sớm. Nhưng mà vào sớm cũng Ngài Trí Đức trục trặc, cũng hơi buồn. Nhưng mà buồn nào thì cũng đi qua. Dạ, bây giờ tự nhiên cũng xin đọc bài 317. Áp phá dê phá giá đắc xí nô phá dê chà phá giá đắc xí nô chà đít thí xá mà đà nà xá tà gấp chàn tí đúc gấp tình. Áp phá dê phá giá đắc xí nô phá dê chà phá giá đắc xí nô mít chà đít thí xá mà đà nà xá tà gấp chàn tí đúc gấp tình. Áp phá dê phá giá đắc xí nô phá dê chà phá giá đắc xí nô mít chà đít thí xá mà đà nà xá tà gấp chàn tí đúc gấp tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không sợ hãi, lại không hãi sợ, lo âu đáng điều, ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Là phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Và tự nhiên đã ôn và đã đọc bài xong. Và bây giờ thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Và kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Và con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang. Nam mô Bụt Tha Giá. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thấy Ngài trở lại đạo tràng rồi. Con cũng thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh Ngài Trí Đức thử mít ạ. Ngài có nghe được âm thanh con không bạch Ngài? Con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng Ngài thử mít ạ. Alo, alo. Dạ, Ngài cho con một tín hiệu và con cung thỉnh Ngài ạ. Con kính dâng mít đến Ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ rồi, nghe được rồi ha. Rồi, mặc dù nghe được, nhưng mà hôm nay cũng thỉnh được rất Pháp Trang ha. Bởi vì không biết nó
nó rất mạnh hồi nào. Khi được khi không như thế này thì chắc rằng không được ổn lắm. Alo, cung thỉnh lời Đức Pháp Trang hướng dẫn dùng câu Phật ngôn 317. Thỉnh bàn tay để Đức Pháp Trang. Nghe nói thỉnh bỏ chạy mất tiêu rồi. Trang như vậy nè. Để Đức Pháp Trang chính xác hơn, bỏ chạy rồi hả? Như vậy thì để Đức Pháp Trang đã đọc được. Thì quý vị bây giờ mời quý vị tiếp tục nhé. Mời quý vị tiếp tục. Bây giờ phân tích trường âm, đoạn âm, câu Phật ngôn 317. Ai là người xung phong đầu tiên? Alo, có gì để Đức Pháp Trang hướng dẫn? Rồi, xích kem ha, xà thủ xin mời. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư sư bên đây là chú Phổ Y đó sư. Ngày mai đốt pháo bông nhóc luôn, tới nay cũng đốt pháo bông nữa sư. Con tưởng wifi ở bên sư nó cũng mền mừng lễ độc lập của Mỹ, nó uống rượu nhiều quá nó xỉn rồi sư. Thôi để đốt ngắn thì giờ, sư nói còn có nhọn nữa. Tập có lẽ phân tích cho rồi đi xuống đi, nhiều chuyện quá à. Lâu lâu sư cũng bị trục trặc vậy sư. Con thấy sư bị trục trặc hoài à. Tại tụi con không có phước hết sư. Vô là phải không cái bị cái này cũng bị cái kia nha sư. Thôi người ta cho tín hiệu nghe rõ vậy đó. Thôi để con đọc cho rồi. Con xin đọc và phân tích Kinh Pháp Cú câu 317. Ôi, để đem kiến vô cái đã. Appaye payadaksino paye cha yadadaksino appaye payadaksino paye cha payadaksino. Á phá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm ngắn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường. Phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm ngắn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Á phá về, phá giá đắc xí nô, phá về, chà, phá giá đắc xí nô. Con phân tích, con đọc và phân tích câu 3 và 4. Nít chà đích thí xá mà đà nà, sắc tà gắt chằn tí đúc gắt tình. Mít chà đích thí xá mà đà nà, sắc tà gắt chằn tí đúc cá tiền. Mít cha là hai, mít là trường âm ngắn, cha là trường âm thông thường, đích là trường âm ngắn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sắc là trường âm ngắn, ta là trường âm thông thường, gắt chằn là hai trường âm ngắn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm ngắn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mít chà đích thí xá mà đà nà sắc tà gắt chằn tí đúc cá tình. Và con đọc hết nguyên câu lại. Á phá về phá giá đắc xí nô, phá về chà phá giá đắc xí nô. Mít chà đích thí xá mà đà nà sắc tà gắt chằn, sắc tà gắt chằn tí đúc cá tình. Khỏi cần đọc tiếng Việt lại sư. Không, thôi đọc luôn đi. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, muốn sanh đi ác thú. Ô, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn ơi, coi. Sư cho ba cái bông hướng dương màu vàng khè luôn. Vậy là không có bị chửi. Dạ, con xin trả máy và mời quý vị khác. Alo. Alo, dạ con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ thượng tọa Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc và phân tích câu kinh Pháp Cú số 317. Apare phajadasino phajecha phajadasino
Mitcha Dikthi Sama Đà La Gác Ta Sát Ta Gác Chăn Tí Đúc Gác Tình Á Phá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, dê cha là hai trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát trường âm nhấn, xí là trường âm thông thường, nô xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đít thí là hai, đít là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gác chăn là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á pha dì pha giá đa xì nù, pha dì chà pha giá đa xì nù, mít chà đít thí xá mà đà nà, sát tà gác chăn tí đúc. Ca tình. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính mời quý cô chú tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, alo, alo ạ. Alo, dạ. Cảm ơn đặc tràng cho con biết tín hiệu đã nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính lễ Ngài Pháp Trang, con kính lễ các cô tu nữ cùng quý anh chị đạo hữu trong lớp học. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 317 ạ. A pha dê pha gia đa si nô, pha dê cha pha gia đa si nô, mít cha đi thi sa ma đà na sát ta gách chàn ti đúc gia tình. A pha dê pha gia đa si nô, pha dê cha pha gia đa si nô, mít cha đi thi sa ma đà na sát ta gách chàn ti đúc gia tình. Á phá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Phá là đoạn âm, dê cha là trường âm thông thường. Phá giá là hai đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đít là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma, đa, na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gách, chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ. A pha dê pha gia đa si nô, pha dê cha pha gia đa si nô, mít cha đi khi sa ma đà na sát ta gách chàn ti đúc gác tình. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, xin mời Hà. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni,
con kính chào các cô tu nữ và chào đạo tràng. Con xin trả bài. A pha về pha gia đa si nô pha về trà pha đa. Dạ con xin sám hối. Pha về trà pha gia đa si nô nít trà đít thi sa ma đà na sát tà gác tròn tí đúc gá tình. A pha về pha gia đa si nô pha về trà pha gia đa si nô nít trà đít thi sa ma đà na sát tà gá tròn tí đúc gá tình. Á phá là hai đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Phá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường. Phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Nicca ditthi sama dana satta gacchan ti duk gatin. Nic là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, thí xá là hai đẳng âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gas là gas, gas chan là hai trường âm nhấn, tí là đẳng âm, đức là trường âm nhấn, gá là đẳng âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A pha về pha gia đa si nô pha về trà pha gia đa si nô mít trà đít thi sa ma đà sát tà gá tròn tí đúc gá tình. A pha về pha gia đa si nô pha về trà pha gia đa si nô mít trà đít thi sa ma đà sát ta gác tròn tí đúc gá tình. Dạ con xin trao mít cho vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng các cô tu nữ, con kính đảnh lễ tất cả đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 317 ạ. Pha dê a pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sát ta gách chăn ti đúc gá tình. A pha dê pha gia đa si nô pha pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đi thi samadana satta gách chăn tí đúc gá tình. Dạ con xin phân tích ạ. Á phá là hai đoạn âm ạ, dê là trường âm thông thường ạ, phá chá là hai đoạn âm ạ, đá là trường âm nhấn ạ, xí là đoạn âm ạ, nô là trường âm thông thường ạ. Phá là đoạn âm ạ, dê là trường, dê cha là hai trường âm thông thường ạ, phá chá là hai đoạn âm ạ, das là trường âm nhấn ạ, xí là đoạn âm ạ, no là trường âm thông thường ạ. Mic là trường âm nhấn, cha là đoạn âm ạ, dit là trường âm nhấn ạ, thí xá là hai đoạn âm ạ, madana là ba trường âm thông thường ạ, sát là trường âm nhấn ạ, ta là trường âm thông thường, gách là trường âm nhấn ạ, gách chăn là hai trường âm nhấn ạ, tí là đoạn âm ạ, đúc là trường âm nhấn ạ, gá là đoạn âm ạ, tinh là trường âm giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sát ta gách chăn ti đúc gá tình.
Con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Dạ con xin xuống đây ạ. Con xin Ngài sửa cho con ạ. Alo, Thích Niệm Từ, chờ chút ha. Alo, Thích Thanh Hoàng. Cái câu này Mitcha Đích Thi Sa Ma Đà Na Mitcha Đích Thi Sa Ma Đà Na. Bây giờ Thích Thanh Hoàng ha, đưa bàn tay lên, phân tích lại câu số 3 này ha. Câu số 3 này Mitcha Đích Thi Sa Ma Đà Na. Mời Sĩ Thanh Hoàng, alo, câu số 3, phân tích lại, bà con chỉ tặng cho hai cành hoa, Sĩ Kim Nhung nè, Sĩ Quan nè, cô tu nữ Từ Duyên tặng cho hai cành hoa, có vấn đề. Bây giờ phân tích lại câu số 3 nha. Dạ, Mitcha Đích Sa Ma Đà Na. Mit là trường âm nhấn ạ. Con xin lỗi, con bị nhầm. Cha là trường âm thông thường ạ. Đích là trường âm nhấn ạ. Thí Xá là hai đoạn âm ạ. Ma Đà Na là ba trường âm thông thường ạ. Dạ, con xin sám hối ạ. Con đã phân tích lại rồi ạ. Con xin lỗi ạ. Con xin xuống. Alo, sa thú, sa thú. Bây giờ thì chính xác. Hồi nãy chữ cha cho đó là một đoạn âm. Rồi Madana là ba trường âm thông thường. Nhưng mà cái giọng đọc thì không phải là trường âm ha. Rồi như vậy bây giờ ổn định rồi phải không? Rồi bây giờ tiếp tục mời vị khác. Alo, ai đưa tay nữa không? Rồi mời Sĩ Niệm Từ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con cô trợ duyên còn ở trong đây con. Bây giờ kính lễ cô trợ duyên và con kính chào đạo tràng và con xin đọc và phân tích và đọc câu pháp cú 317. Trước con phân tích câu số 1 và câu số 2. Avaye Phayadasino, Phaye Cha Phayadasino. Và Á là đoạn âm, Phá là đoạn âm, Dê là trường âm thông thường, Phá Giá là hai đoạn âm, Das là trường âm nhấn, Xí là đoạn âm, No là trường âm thông thường. Và câu số 2, Á là đoạn âm, Dê là trường âm thông thường, Cha là trường âm thông thường, Phá Giá là hai đoạn âm, Das là trường âm nhấn, Xí là đoạn âm, No là trường âm thông thường. Avaye Phayadasino, Phaye Cha Phayadasino. Con phân tích câu số 3 và câu số 4. Âm nhấn, Thí Xá là hai đoạn âm, Ma Đa Na là ba trường âm thông thường. Câu số 4, Sắc là trường âm nhấn, Ta là trường âm thông thường, Gắt là trường âm nhấn, Chanh là trường âm nhấn, Tí là đoạn âm, Đức là trường âm nhấn, Gá là đoạn âm, và Tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mitcha Đích Sa Ma Đa Na Sắc Ta Gắt Chanh Tí Đúc Gatin. Để con đọc lại câu số 317.
A pha về pha gia đa si tình pha về cha pha gia đa si nô. Ồ, là có rồi. A pha về pha gia đa si nô pha về cha pha gia đa si nô mít cha đít thi sa ma đà na sắc ta gắt chần ti đúc gắt tình. Dạ, con đã phân tích và đọc xong. Con có sai, xin Ngài sửa lại giùm con. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời đạo tràng lên phân tích tiếp ạ. Nam mô Tha Giá. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Thanh, Quý Tăng cùng toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, con thấy bàn tay của cô Kim Nhung mà con không biết, chắc cô bị kẹt mic nên chắc con đọc kế tiếp ạ. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 317. A pha dê pha gia đa si nô pha về cha pha gia đa si nô mít cha đít thi sa ma đa na sát ta gắt chan ti đúc gà tình. A pha về pha gia đa si nô pha về cha pha gia đa si nô. Dạ, con xin phân tích câu số 1, số 2. Á là đoạn âm, phá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, giá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, phá, giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. A pha về pha gia đa si nô pha về cha pha gia đa si nô. Câu số 3 và câu số 4. Mi cha đi thi sa ma đa na sát ta gác chan ti đúc gác tin. Mi là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đi là trường âm nhấn, thi và xá là hai đoạn âm. Ma đa na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại từ đầu ạ. A pha về pha gia đa si nô pha về cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sát ta gắt chan ti đúc gắt tin. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin xuống mic, có sai nhờ sư sửa giùm con ạ. À.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ dạ, các nghe rõ được không dạ? Dạ con ca, con xin kính lễ và xin mời ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng quý bạn, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú 317. Dạ. Afaye phayadat sino phaye cha phayadat sino mitcha ditthi samadana satta kacchan tidukkattim. Afaye phayadat sino phaye cha phayadat sino mitcha ditthi samadana satta kacchan tidukkattim. Dạ, chị Giang còn nghe được không Giang? Dạ, bố Phật, dạ, con đọc, con xin phân tích ạ. Dạ, chỉ Afa Ye, Afa là hai đoạn âm, Ye là trường âm thông thường, Phá Giá là hai, dạ, Phá Giá là hai đoạn âm, Das là trường âm nhấn, Si là đoạn âm, No là trường âm thông thường, Phá Ye là, Phá là đoạn âm, Ye là trường âm thông thường, Cha là trường âm thông thường, phá giá là hai đoạn âm, das là trường âm nhấn, si là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Dạ con xin phân tích hai câu sau luôn ạ. Mit là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, dit là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, sát, madana là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gacchan là hai trường âm nhấn, chí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tim là đường, trường âm đọc thí giọng nguyên âm. Dạ lâu quá con không có đọc cho nên có gì điều sơ sót đó, nhìn con mong sư chỉ dùm bộ Phật nha. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Chi Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính chào quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 317. A phá về phá giá đắc xí nô, phá về trà phá giá đắc xí nô, mít trà đích thí xá má na má đa na sắc gà sắc tà gắt chành tí đúc khắc tình. A phá về phá giá đắc xí nô, phá về trà phá giá đắc xí nô, mít trà đích thí sát mà đà nà sắc tà gắt chành tí đúc khắc tình. Á phá về phá giá đắc xí nô, phá về trà phá giá đắc xí nô, mít trà đích thí sát mà đà nà sắc tà gắt chành tí đúc khắc tình. Dạ sau đây con xin phân tích nè. Á phá là đoạn âm, dê là trường âm, phá giá là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Phá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, phá giá là trường âm, hai trường âm, hai hai đoạn âm, đáp là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường gắt chanh là hai trường âm, hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, gắt là đoạn âm, tin là
Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin sư chỉ dẫn cho con ạ. Dạ con xin xuống mít. Dạ xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123. Sư Kim Nhung vô được rồi. Khi nãy cản trở lưu thông, cho nên chúng ta đưa Sư Kim Nhung ra ngoài. Nhưng mà bây giờ vô được rồi ha. Rồi, xà thu, xà thu. Sư Quan ơi, ở đây chúng ta đọc để mà phân tích. Ví dụ trường âm, đoạn âm ha. Nhưng mà chỉ ca quanh phân tích ví dụ a pha dê, chữ dê cho đó là một trường âm, rồi phía sau cùng là chữ nô cho nó là trường âm thông thường. Vậy thì cái trường âm dê và trường âm nô này nó có giống nhau hay không? Tức là nói về trường âm thì chúng ta phải biết nó thuộc về loại trường âm gì ha. Chúng ta bớt cái vấn đề thời gian, tức là đừng có đọc nhiều quá, đọc nguyên câu. Ví dụ chúng ta phân tích câu 1, câu 2, rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4, chúng ta ôn lại như vậy là xong. Nếu mà chúng ta đọc nhiều quá nó mất thời gian ha. Một câu Phật ngôn thế này, nhưng mà nhiều khi cái thời gian của chúng ta nó ngắn quá, quý vị thông cảm ha. Thôi bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề trường âm và đoạn âm. Không phải là trường âm và đoạn âm, mà chúng ta đi vào ý nghĩa. Chúng ta phân tích về từ vựng. Tức là chúng ta đã đọc được mặt chữ, biết nó là như vậy, nhưng mà rồi ý nghĩa nó thế nào, đó là điều quan trọng. Chứ nhiều khi chúng ta đọc được nhưng mà không ý nghĩa thì đó cũng là làm cho niềm tin của chúng ta bị tổn giảm. Thôi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của từ vựng ha. Câu đầu tiên, Apaye Phayadasino, Apaye Phayadasino. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ, Apaye là một, Phayadasino là hai. A pha dê, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước, có nghĩa là không. Và pha dê do cái từ pha giá. Pha giá là một danh từ trung tính, á tô lan tá ná bùm sát cà linh gá. Pha giá có nghĩa là sự kinh hãi, sự sợ hãi. Và chữ a pha giá này được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít tức là sát tầm ý vì phán tí ê cao quá trần á. Cho nên phá giá biến thành phá dê. A phá dê tức là không kinh hãi, không sợ hãi. Không kinh hãi, không sợ hãi. A phá dê. Rồi bây giờ chúng ta tới cái từ thứ hai, Phayadasino, Phayadasino. Chữ Phaya chúng ta biết rằng kinh hãi, sợ hãi. Rồi Dasino do cái từ Dasi, Dasi đây là một danh tính từ nam tính. Do căn ngữ Dis có nghĩa là thấy, là trình bày. Vậy thì Phayadasi nó biến thành Phayadasino. Đây là một cái cách chia số nhiều của chủ cách, tức là Bathama Bahuvachana Vipatti. Phayadasino có nghĩa là sự thấy, sự kinh hãi, thấy sự sợ hãi. Người thấy sự kinh hãi, người thấy sự sợ hãi. Và cái câu đầu tiên này thì Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch như thế nào?
không đáng sợ, thấy sợ, không thấy sợ, không đáng sợ lại thấy sợ. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2. Câu số 2: Phải về cha phải giá đá xí nô, phải về cha phải giá đá xí nô. Chữ phải về do cái từ phải giá, nó là một danh từ trung tính akrantanakum sakalinga, và chữ phá giá này được chia theo định sở các số ít sát tầm y vì phát cái dây có quá trình á, cho nên phá giá biến thành phá dê. Phá dê là về điều kinh hãi hay là trong sự sợ hãi, trong sự sợ hãi. Phá dê trong sự sợ hãi. Rồi chào Phayadasino, chào Phayadasino. Ở đây chúng ta thấy có ba từ. Thì giá là một ha, Phaya là hai ha, Dasi là ba. Chữ giá đây là một liên từ ha, giá cộng với Phaya nó biến thành cha Phaya, cha Phaya. Rồi chữ Dasi tức là chữ Dasino đó. Dasi tức là một danh tính từ nam tính do căn ngữ Dis, người có sự thấy. Vậy thì cha Phaya Dasino, cha Phaya Dasino là ý nghĩa sự không kinh sợ. Người có sự thấy không kinh sợ, hay là những người thấy sự không kinh hãi. Đó là ý nghĩa câu số 2. Hòa thượng dịch rằng đáng sợ lại thấy không, đáng sợ lại thấy không. Và câu số 3: Miccha ditthi sammadana, Miccha ditthi sammadana là giống như câu Phật ngôn 316. Miccha là sai, là xấu, ditthi là cái nhìn hay là tri kiến. Miccha ditthi tức là cái tri kiến sai lầm hay là cái nhìn sai, còn gọi là tà kiến, miccha ditthi. Rồi sammadana, sammadana do cái căn ngữ đa tức là cho, thì ở đây sammadana có nghĩa là chấp thủ, chấp nhận, chấp thủ, chấp nhận. Chấp thủ tà kiến, câu số 3 này, chấp thủ tà kiến. Và câu số 4, Sata gat chan ti duk ga tin, Sata gat chan ti duk ga tin. Sata do cái từ Sata, nó là một danh từ nam tính akrantapumlinga, và chữ Sata này được chia theo chủ cách số nhiều và thamma và huvacana vipatti, cho nên Sata biến thành Sata. Sata là chúng sanh, Sata là chúng sanh. Rồi gat chan ti, gắt chanh tí do cái động từ gắt chặt tí, nhưng mà ở đây số nhiều ha. Gắt chanh tí là đi đến hay là tái sanh. Đúc gắt tình, tiếp động ngữ đú có nghĩa là xấu ác, xấu ác.
Chữ gá tinh do cái từ tí, tí là một danh từ nữ tính, ý karan ta ít thi gá. Gá tí có nghĩa là cảnh giới hay là nơi tái sinh. Vậy thì đúc gá tinh có nghĩa là khổ cảnh, bởi vì tiếp tục ngữ đú có nghĩa là khó, là xấu, là ác. Đúc gá tinh là khổ cảnh. Vậy thì ở đây câu cuối cùng này, chúng sanh đi đến khổ cảnh, chúng sanh đi đến khổ cảnh. Vậy thì câu Phật ngôn 317 cho chúng ta một ý nghĩa: thấy sự kinh hãi về điều không kinh hãi, và thấy sự không kinh hãi về điều kinh hãi. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến khổ cảnh. Chúng tôi xin lặp lại: thấy sự kinh hãi về điều không kinh hãi, và thấy sự không kinh hãi về điều kinh hãi. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến tái sanh khổ cảnh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không sợ hãi lo âu đáng điều, ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không sợ hãi lo âu đáng điều, ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch theo Lỗ Ngũ Ngôn: không đáng sợ là sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Rồi, như vậy về từ ý nghĩa từ vựng, quý vị thấy có cái từ nào rắc rối? Alo, câu Phật ngôn này nó trùng với câu Phật ngôn 316, hai câu sau. Hai câu trước thì hơi khác khác một tí, nhưng hai câu sau thì giống hệt. Vậy thì quý vị có thắc mắc gì không? Nếu không thắc mắc thì chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 312 qua cái giọng đọc. Bây giờ chúng ta đọc trước ha. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mi cha đít thi sa ma đa na sa ta ga chan thi đúc ga tình. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mi cha đít thi sa ma đa na sa ta ga chan thi đúc ga tình. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai: A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mi cha đít thi sa ma đa na sa ta ga chan thi đúc ga tình. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mi. Tại chỗ này nghĩ ha. A pha dê pha gia đa si nô mi. Lộn hoài vậy. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô. Bởi vì câu số 2 này cuối câu là trường âm thì chúng ta có thể dừng lại ha. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mi cha đít thi sa ma đa na sa ta ga chan thi đúc ga tình. Đọc lại lần nữa cách đọc thứ hai: A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa
Dasino Micha Dithisamadana Sata Gachan Tiduk Gatin. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Rồi, bây giờ quý vị đã phân tích, nghĩa là trường âm đoạn âm ha. Rồi quý vị nghe ý nghĩa của từ vựng xong ha, chắc chắn bây giờ giọng đọc của quý vị đọc tới đâu biết rằng chỗ đó đúng hay là sai. Rồi xin mời bàn tay của quý vị chúng ta ôn lại. Ai là người đưa tay đầu tiên? Ô, sa thú để tôi phát ra. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Nhà con xin phép được tiên phong để đọc câu Pháp Cú số 317. Dạ, con xin đọc thử hai cách đọc, không biết là cách nào nó đọc nó chuẩn hơn ở bạch ngài. Dạ, giờ con xin phép đọc câu Pháp Cú số 317. Apaje pajada sino paje cha pajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchantu duk satta gacchantu duk gatin. Dạ, con bị dắt nhầm. Con xin đọc lại. Apaje pajada sino paje cha pajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchantu duk gatin. Apa ye phajada sino pa ye cha phajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkatin. Apa ye phajada sino pa ye cha phajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkatin. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Nhà con kinh đọc lại cách thứ hai. Apa ye phajada sino phaye cha phajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkatin. Apa ye phajada sino phaye cha phajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkatin. Apa ye phajada sino phaye cha phajada sino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkatin. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, cho chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và bây giờ chúng con đã đọc xong, bây giờ chúng tôi đã thấy bàn tay của tu nữ Tuệ Duyên. Bây giờ xin mời cô tu nữ Tuệ Duyên đọc câu Pháp Cú số 317. Nam mô Phật Thầy Giá. Sa thú, kính tri ân Đại Đức Pháp Trang. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Và bây giờ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 317. Dạ, cảm ơn Như Quang. A Pha Dê Pha Giá Đát Si Nô Pha Dê Chà Pha Giá Đát Si Nô Mitcha ditthi samana satta gacchanti dukkatin. Apaye phajadassino paye cha phajadassino mitcha ditthi samadana satta gacchanti dukkatin. Apaye phajadassino paye cha phajadassino mitcha ditthi samadana satta dukkacchanti dukkatin. Con xin đọc lại lần nữa.
Apaye Phayadasino Paye Cha Phayadasino Mitcha Ditthi Samadana Sata Gap Chan Thích Đúc Gap Tình. Không đáng sợ, lại sợ. Đáng sợ, lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Và bộ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không sợ hãi lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Dạ, phẫu thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ con không thấy cái bàn tay của ai hết. Và bây giờ con xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sàng Khà Gia. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 317. Pha dê, pha gia đát xí nộ, pha dê chà. Vayadatsino Mitcha Ditthi Samadana Satta Gat Chan Ti Đúc Gat Tình. Afaye Vayadatsino Faye Cha Vayadatsino Mitcha Ditthi Samadana Satta Gat Chan Ti Đúc Gat Tình. A pha về pha gia đát si nô pha về cha pha gia đát si nô mít cha đích thi sa ma đa na sát ta gắt chanh tí đúc gắt tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không hãy sợ lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con, và con xin trả mít lại cho đạo tràng. Không xuống mít được mà. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ các cô tu nữ, và con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài Pháp Cú 317. A pha dê pha ra đa. Dạ, con dạ dạ con xin đọc lại để con thấy nhiều tín hiệu không nghe được con ạ. Con xin đọc lại câu Pháp Cú 317. A pha dê pha gia đáp si nô pha dê cha pha gia đáp si nô bích cha đít thi sát ma đa na sát ta gác chân ti đúc gia tình. A pha dê pha gia đáp si nô pha dê cha pha gia đít Sino đáp Sino mít cha đít thi sát ma đa na sát ta gác chân ti đúc gác tình. A pha dê pha gia đáp Sino pha dê cha pha gia đáp Sino mít cha đít thi sát ma đa na sát ta gác chân ti đúc gác tình. Không đáng sợ lại sợ,
đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không sợ hãi, lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con có sai, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và các cô tử, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc lại câu pháp cú 317, con cố gắng đọc trường âm cho cẩn thận tí ạ. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sa ma đà na sát tà sát tà gác chăn ti đúc gá tình. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sama 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 đà na sát tà gác chăn ti đúc gá tình. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sama đà na sát tà gác chăn ti đúc gá tình. Con xin đọc bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Con xin hết ạ. Con xin sư sửa cho con ạ. Alo, alo ạ. Alo, dạ. Cảm ơn đảng cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kinh pháp cú số 317 ạ. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sát ta gách chan ti đúc gát tình. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đi thi sa ma đa na sát ta gách chan ti đúc gát tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không hãi sợ, lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic. Dạ, xin mời Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ cô tu nữ và chào đạo tràng. Dạ, con thấy có bàn tay của... Dạ. Dạ, con không có dịch mít à hết. Dạ, dạ con đọc. A pha dê pha gia đa si nô pha dê cha pha gia đa si nô mít cha đích thi sa ma đa na sát ta gan sát ta ga chan ti đúc ga tình. A pha ye pha ya da si no pha ye cha pha ya da si no mít cha đích thi sa ma đa na sát ta ga chan ti đúc ga tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Afayefayadasino fayecha fayadasino Nitya ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Sợ hãi những chuyện gì đâu lại không sợ hãi lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xin mít. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Xin chiếc lá mùa xuân chờ tí đi. Hôm nay đi học trễ ha. Viên Sích Ca Thanh Hoàng và Sích Hà, hai cô này đọc giống nhau quá. Giống ở chỗ nào? Kéo dài đoạn âm, mà trong khi đó trường âm đó, với đoạn âm nó bằng nhau. Cái từ mà quý vị đúng rồi, chữ phá về, chữ phá về, hai giọng đọc này giống nhau. Cho nên khi mà chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm thì trường âm phải kéo dài, đoạn âm phải đọc nhanh. Vậy bây giờ chữ phá dê mà cái đọc phá dê vậy thì chữ phá này nó thành ra trường âm rồi. Chữ phá nếu mà đọc kéo dài ra thì nó sẽ trở thành trường âm, mặc dù khi phân tích thì chúng ta biết đó là một đoạn âm ha. Bây giờ chúng tôi xin ôn lại ha. Rồi sẽ mời Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân ha. A pha dê pha giá đá xí nô, pha dê chà pha giá đá xí nô. Đọc lần hai câu cho nó dễ ha. A pha dê pha giá đá xí nô, pha dê chà pha giá đá xí nô. Mi chà đi thi sa ma đà na sa ta gá chành ti đúc gá tình. Mi chà đi thi sa ma đà na sa ta gát chăn ti đúc gát tình. Ở chỗ này quý vị đọc chữ gát chăn, hai cái trường âm này, nhưng mà quý vị đọc nhanh quá, đọc nhanh quá, đọc nó dính liền với nhau, phải phân biệt đó là hai trường âm nhấn. Gát chăn ti đúc gát tình, chỉ tí thì chúng ta phải đọc nhanh ha. Đó là giọng kinh ha. A pha dê pha giá đá xí nô pha dê chà pha giá đá xí nô mi chà đi thi sa ma đà na sa ta gá chành tí đúc gá tình. Tại vì quý vị thấy Đại Đức Pháp Trang xung phong đầu tiên, rồi bắt chước cái giọng của Đại Đức Pháp Trang đọc nhanh, đọc nhanh, để rồi coi như những trường âm chúng ta lướt qua. Thì đó là điều không tốt ha. Phải đọc từ từ, chậm rãi, rõ ràng ha. Rồi bây giờ đó là giọng kinh. Còn bây giờ qua giọng kệ nè. Chúng ta cho tới 6:15 và chúng ta sẽ đi vào dân sự. A pha dê pha ya đa si nu, pha dê cha pha ya đa Sino Mechaditi Samadana Santagachan Tidungatin Apaye Pha Yadan Sino Paye Cha Pha Yadan Sino Mechaditi Samadana Santagachan Tỳ đúc gia tình. Thêm lần nữa ha. A pha dê pha gia đan si nô, pha dê cha pha gia đan si nô. Mi cha đinh thi sa ma đa na san ta gan chan tỳ đúc gia tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Rồi mời bàn tay xích chiếc lá mùa xuân. Alo.
Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu môn 37. Afaye phayadasino phaye cha phayadasino miccha dithisama dana satta gacchan tiduk gatin. Afaye phayadasino phaye cha phayadasino miccha dithi miccha dithisama dana satta gat tràn tí đúc gia tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Afaye phayadasino phaye cha phayadasino miccha dithisama dana satta gat tràn tí đúc gia tình. Sợ hãi những chuyện gì đâu, lại không hãy sợ lo âu đáng điều. Ôm ấp tà kiến ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Là bản dịch của Hòa Thượng Di Đức. Dạ con xin xuống mic. Hello. Không biết tôi có dịch mic của ai không? Nếu dịch lộn rồi để lại luôn ha. Dạ con xin kính chào sư Chí Đức, các sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin hồi nãy con chưa trả bài. Con lộn à. Con trả bài và đọc kệ luôn câu kinh Pháp Cú 317. Dạ xin cảm ơn quý vị đã cho nghe rõ. Dạ con đọc xong ạ. Bữa nay con phải đi nướng bánh nè. Ok. Apaye payadaksino paye cha payadaksino miccha dittisama dana satta gacchan tiduk gatin. Apaye payadaksino paye cha payadaksino miccha dittisama dana satta gacchan tiduk gatin. Apaye payadaksino tha về cha phaya daksino miccha dittisama dana satta gat chằng tí đúc gat tình. À phaya phaya daksino phaya cha phaya daksino miccha dittisama dana satta gat chằng tí đúc gat tình. A phaya phaya daksino pa ye cha pa cha đắc si no mình cha định thi sa ma đa na sắc ta gác chăng ti đức ca tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại không thấy, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, trời ơi, không thấy ba cái bông hướng dương nào, chắc cũng ổng chửi mình nữa. Thôi con xin trả máy lại và xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa tùm lum tùm la. Dạ, alo, alo, không biết đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, ngài cho có 6 giờ 15 phút, chỉ còn 1 phút nữa. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ bây giờ con xin kệ câu Pháp Cú số 317. Dạ cảm ơn Như Quang. A pha ye pha ya đắc si no pha ye cha pha ya đắc si no minh cha đinh thi sa ma đa na sa ta gat chan ti đục ga tình. A pha ye pha ya đan si no pha ye cha pha ya đan si no miccha ditthi samadana
Sata gat chan ti duk ga tình. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Dạ, khổ thơ này của Hồ Châu. Sợ hãi những gì đâu, lại không sợ hãi lo âu đáng điều. Ôm ấp tiếng ấy nhiều, người ngu đọa khổ chẳng siêu được nào. Dạ, khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ là con đã thấy thời gian cũng đã 6 giờ 15 phút. Dạ, con kính dâng bích đến Ngài ạ. Alo, 123-123, quý vị nghe rõ ha? Câu Phật ngôn 316 và 317 cùng chuyên sử. Và chúng ta thấy nó cũng giống giống nhau, hai câu sau. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Tức là Mitcha Dit Thi Sama Đà Na Sát Tà Gác Chân Thi Đúc Gác Tình. Câu 316, 317 đều giống nhau, hai câu sau. Và hai câu đầu thì không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Tức là không đáng hổ thẹn thì chúng ta lại hổ thẹn, mà việc đáng hổ thẹn thì chúng ta lại không. Đó là câu Phật ngôn 316. Còn 317 thì không đáng sợ lại kinh sợ, điều đáng kinh sợ lại thấy không kinh sợ. Như vậy thì câu Phật ngôn 316, 317 cũng do cái vấn đề chấp nhận, chấp thủ cái tà kiến cho rằng mình đúng. Và cái đúng đó phải đi vào địa ngục, đi vào khổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula. Câu Phật ngôn 316, 317 Đức Phật Ngài đã thuyết lên khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Và Ngài đề cập đến phái ngoại đạo Nigantha. Một ngày nọ các vị tỳ khưu gặp phái Nigantha, rồi bàn luận cùng nhau rằng phái Nigantha tốt hơn là cái phái lõa thể, bởi vì họ che thân thể kín đáo và có sự hổ thẹn. Phái Nigantha nghe được chuyện bàn luận này thì họ giải thích: sở dĩ chúng tôi che kín thân thể để cát bụi đừng có rơi vào thức ăn. Họ tranh luận sôi nổi với các vị tỳ khưu. Và nhân cơ hội này, các vị tỳ khưu về ý kiến bậc đạo sư bạch rõ câu chuyện đó. Đức Phật Ngài phán rằng: này chư tỳ khưu, chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn, và không hổ thẹn chỗ đáng hổ thẹn. Ôm ấp những sai lầm đó sẽ dẫn đến khổ cảnh. Và Ngài đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 316, 317. Tức là chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng hổ thẹn. Chấp thủ tà kiến đó sẽ rơi vào khổ cảnh. Và câu Phật ngôn 317 này: chúng sanh thấy run sợ ở chỗ không nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ. Ôm ấp những tà kiến ấy sẽ rơi vào khổ cảnh. Khi mà dứt thời pháp này, hai câu Phật ngôn này chấm dứt xong, thì phái Nigantha đã xuất gia theo giáo pháp của bậc đạo sư rất là nhiều, và pháp thoại có lợi ích chung cho hội chúng là như vậy. Ở đây câu Phật ngôn 316 và 317 nói lên cái ý nghĩa nhóm Nigantha rộng tâm bi, thương xót muôn loài, bé tí ti, che miệng mũi, ngăn ngừa bụi bặm, xét ra tội chẳng nặng nề chi. Tuy nhiên họ lại thích chơi kỳ, ôm bác ra đường,
phải đắp y, tiết kiệm vải xô theo lối ấy. Trăm người khen tặng, vạn người khi. À, như vậy thì duyên sự Tô Phật Ngôn 316, 317 chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Rồi xin mời ý kiến của quý vị. Alo, chúng tôi xin được lắng nghe. Do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú, và tà kiến ấy là cái gì? À, thấy sai đó là thấy cái chỗ nào sai. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị cứ tự nhiên, bởi vì đây là Đức Phật dạy cho cái phái Ni Kiền Tử, Ni Gần Tha. Cái phái này ăn mặc kín đáo hơn là cái phái lõa thể, cho nên mới có một sự so sánh. Và trong sự so sánh đó thì họ chấp nhận, họ cho rằng họ đúng. Chính họ cho rằng họ đúng, cho nên họ phải đi vào khổ cảnh. Bởi vì cái đúng của họ là trong cái đúng sai, chứ không phải là đúng hoàn toàn, đúng chính xác. Thì bây giờ quý vị thấy câu Phật ngôn này, rồi quý vị có ý nghĩ thế nào? Quý vị đã thấy trong cuộc sống của chúng ta có những cái trường hợp như vậy hay không? Đây là một cái vấn đề chúng ta thảo luận để rút ra những bài học thích nghi cho cuộc sống. Alo, mời chị Kim Nhung. Chị Kim Nhung hồi nãy giờ đường truyền rắc rối ha. Bây giờ chị Kim Nhung có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 316, 317? Alo, chị Kim Nhung có trong máy không ạ? Rồi thấy bàn tay rồi, xin có ý kiến về câu Phật ngôn này ha. Alo ạ. Dạ, cảm ơn đại tràng cho em biết tín hiệu. Dạ, con thưa sư, con thì con thấy con đọc cái câu Phật ngôn này qua cái bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và qua cái sự giảng duyên sự của ngài, của sư, thì con cũng thấy là cũng hiểu theo cái ý của Đức Phật là như vậy, là không nên mình không nên theo một cái này là coi như tà kiến, có nghĩa là mình nghĩ sai rồi mình đi theo cái quan điểm đó, thành như vậy thì là nó không, đó là mình bị vô minh nó che, vô minh là mình không nhận thấy được cái đáng biết mà mình cho cái sai là cái đúng, và mình sống theo cái quan điểm đó, điều đó là không nên, cái đó là sẽ bị đi đọa địa ngục. Thì con thấy con hiểu theo lời của Phật dạy, theo cái trí hiểu phàm phu của con, và con cũng thấy là như vậy. Nếu mà mình chấp vô màu đó, điều gì đó trong cuộc sống, rồi cái điều đó nó thành một cái thói quen, nó đưa mình, nó sẽ đưa mình đi đến một cái nơi không tốt đẹp cho cảnh giới sau này. Ví dụ như trong cuộc sống mình thấy người ta cúng kiến, rồi mình cũng không hiểu gì, mình cũng theo, thấy trước sau làm sao thì sau mình làm vậy, thì mình không hiểu. Nay mình đã học rồi thì mình hiểu là không nên làm như vậy, thì mình sẽ bớt được cái si mê, và mỗi ngày mình bớt được một chút thì nó sẽ có tốt cho sau này. Dạ, con thì con chỉ hiểu như vậy thôi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Alo, 123, 123. Chị Kim Nhung. Ở đây do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú, mà tà kiến ở đây là những cái mà chúng ta chấp thủ, không phải thấy bằng mắt, không phải thấy bằng mắt mà chúng ta thấy trong cái tư duy của chúng ta, tức là kiến ở đây là thấy trong nội tâm của mình. Thấy để làm gì? Chúng ta nhận định đó là đúng hay là sai, do sự suy nghĩ, do cái tà kiến mà mới có cái chánh kiến, do cái tà tư duy mà mới có chánh tư duy. Thì cái thấy bên trong Eripasiko, tức là hãy quay lại nhìn vào bên trong để thấy cái điều đó đúng hay là sai. Còn nếu nói về vô minh, không phải riêng chúng ta đâu, trên cõi trời vô sắc, những vị chứng thiền đã lên tới những cảnh giới cao tột như vậy, nhưng mà họ không thoát ra ngoài tam giới, họ vẫn bị vô minh. Chứ đừng phải nói rằng chúng ta là cái cõi dục giới này ha. Cho nên ở trên cái cõi trời vô sắc, vị đại thần thiên Sa Hầm Bà Tí mới xuống thỉnh Đức Phật thuyết giảng về giáo pháp. Chứ nếu mà Đức Phật mà không có thuyết giảng về giáo pháp thì chúng ta cứ lăn lộn trong sanh tử luân hồi hoài. Cho nên vị đại phần thiên đó, trên cái quả trời cao nhất đó, đã thấy được một vị Phật ra đời, và thấy được trong bốn cái khó mà gặp được Phật ra đời là một điều khó khăn, nghe được giáo pháp là một điều khó khăn. Và Ngài Sa Hàm Bát Tí đã xuống thỉnh Đức Phật. Khi mà xuống thỉnh Đức Phật thì chứng tỏ là Ngài khi đó có minh, chứ không phải là vô minh. Bởi vì vô minh thì Ngài hưởng cái tuổi thọ trên cõi trời vô sắc đó một khoảng thời gian rất là lâu. Mà lâu quá thì quý vị đó tự nghĩ mình là cái vị sáng tạo ra vũ trụ. Do chấp ngã, do thường kiến, họ chấp thủ. Nhưng mà ở đây vị đại phạm thiên này thấy được, tức là không chấp vào cái tà kiến. Cho nên cái vị này xuống thỉnh Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, và được nghe giáo pháp, cho nên chư thiên và nhân loại chứng đắc thánh quả rất là nhiều. Alo, thì như vậy cái vấn đề chúng ta phải nhìn những cái gì nó xuất hiện xung quanh chúng ta. Thôi chính Đức Phật ha. Và chúng ta cũng đều có coi như lục căn, lục trần, rồi lục thức, tức là 18 cái pháp giới nó có ở trên chúng ta. Đức Phật cũng có như vậy. Thì chúng ta hãy nhìn cái sự thật xung quanh mình, nhìn nó như thật, thì khi đó chúng ta sẽ giảm thiểu đi cái sự khổ đau. Chúng ta không chấp thủ vào những cái gì mà chúng ta cảm thấy tốt, đẹp. Và chính không chấp thủ như vậy, chúng ta dưỡng dưng, chúng ta nằm coi nó là nó đến và nó đi. Đó là cái vấn đề tự nhiên của pháp. Mà tâm của chúng ta giữ được bình tĩnh, thì như vậy chúng ta đi ác thú hay là chúng ta đi thiện thú cũng do chính mình quyết định, chứ không phải là những cái gì đẹp quá chúng ta ôm ấp, chúng ta đóng sai. Mà chúng ta hãy nhìn vào nó đẹp và xấu, chẳng qua nó chỉ là tám ngọn gió đời. Khi chúng ta hiểu được tám ngọn gió đời thì chúng ta có chấp thủ hay không? Mà chúng ta có chấp thủ thì chính cái vô ngã này có giữ được nó hay không? Đó là điều mà chúng ta cần phải suy tư. Chúng ta đến với cuộc thế này, hai bàn tay trắng, rồi chúng ta cũng nằm xuống trắng tay mà thôi. Đem theo được cái gì?
chẳng qua cái tội và cái phước. Tội và phước theo chúng ta qua bên kia năm một, đó là hành trang, đó là tư lượng. Vậy thì với những hơi thở còn lại, chúng ta cố gắng tạo thiện pháp. Và chính thiện pháp này là hành trang tư lương trong cái lúc chúng ta còn thở, tức là punya niparalo kasmin patita hon tibani nam, phước là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và chúng ta hưởng phước trong hiện tại, tức là chúng ta đạt được cái trình độ gọi là hiện tại lạc trú. Ditta thamma sukha viharana, hiện tại lạc trú này, nếu mà tâm định của chúng ta an trú được trong đó, do trước khi làm, khi đang làm và sau khi làm, chúng ta hoan hỷ với thiện pháp, thì chắc chắn rằng cái quả sẽ trổ cho chúng ta được trọn vẹn. Như vậy thì chấp, do chấp nhận tà kiến có đem lại lợi ích gì? Chúng ta chấp nhận tà kiến, chúng ta ôm ấp những khổ đau, thì chắc chắn là chúng ta phải đi vào khổ cảnh. Mà khổ cảnh đó không phải là địa ngục, mà ngay ở trần gian này chúng ta còn sống và chịu khổ, chứ đừng có nói là sau khi chết chúng ta mới đọa vào khổ cảnh. Ví dụ như hoàng hậu Malika, một cái chuyện làm mà không tin tưởng hoặc là dối gạt đức vua Bimbisara, thì trong cái cuộc sống của hoàng hậu cũng có những cái sự trăn trở, lương tâm cũng căng đó, chứ đâu phải là sau khi chết mới đọa vào địa ngục 7 ngày đâu. Trong cuộc sống chúng ta suy nghĩ là những cái ác hạnh mà chúng ta làm, chúng ta cũng đau khổ vậy. Mà cái đau khổ đó là ác thú trong hiện kiếp này. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt ha. Phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật và đem ra áp dụng để đời sống của chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi là để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tâm thiền, sinh hoạt lục vô biên, chia toàn giác, lập giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nà sa chà quá chê nạc sô tì vô, hô tụ sắp bà đà. Do lời chân thật này, kính dân vật Phước Lan Chư Tôn, thiền đức tăng ni, quý cô tu nữ, cầu xin cho quý vị luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo. Như vậy ta nghe một thời thế tịnh xa khắp cô độc, gần thành xa về. Khi đêm gần mà ăn, có một vị trời dùng sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu, kỳ viên sáng tỏa. Đến nơi Phật ngự, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên, cùng kính bạch Phật, bằng lời kể rằng. Xin Ngài vì bi mẫn, hoan hỷ ra
dạy chúng con về phúc lành cao thượng, về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi vàng tay bậc trí hiền, đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng, là phúc lành cao chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh hương từ tâm, là phúc lành cao thượng, là phúc lành cha văn hiền nghiệp giỏi khéo huấn luyện cháu rồi nói những lời trơn chất, là phúc lành cao thượng, là phúc lành thiếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sợ hành nghiệp tranh, là phúc lành cao thượng, là phúc lành cao thi hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc giữ tránh màn trong sáng, là phúc lành cao thượng, là phúc lành xả ly tâm niệm ác chế ngự không say sưa không phóng dật trong pháp, là phúc lành cao thượng, là phúc lành cao thượng kính khiêm nhường tri túc và tri ân đúng thời nghe tranh pháp, là phúc lành cao thượng, là phúc lành nhân nhục lời nhu hòa thiết kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp, là phúc lành cao thượng, là phúc lành từ trụ sống phạm hạnh giác ngộ quả niết bàn thấy được ly thánh đế, là phúc lành cao thượng, là phúc lành khi xung chạm việc đời tâm không động không sâu tự tại và vô nhiễm, là phúc lành cao thượng.